Xin chào các bạn. Tiếp tục chuyên đề về điện công nghiệp của công ty Sunlight Electrical Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về cách vận hành tủ điện MSB được tích hợp cái bộ ATS của hãng Chin. Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cái tủ điện. Đây là cái tủ điện MSB do công ty Sunlight Electrical Việt Nam sản xuất. Tủ điện này được cấp nguồn từ một cái trạm biến áp và một cái máy phát điện. Đây là cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ cái trạm biến áp. ICB này của hãng Chin và có dòng định mức là 3200A. Đây cũng là một cái ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ nguồn vào cho tủ điện từ một cái máy phát điện. ICB này cũng của hãng Chin và có dòng định mức là 1600A. Đây là cái bộ ATS của hãng Chin. Bộ ATS này nó cũng có cái dòng định mức là 1600A. Ngõ ra của cái ICB Q2 này được kết nối với ngõ vào 1 của cái bộ ATS. Ngõ ra của ICB Q1 kết nối với ngõ vào của cái ICB Q1.1. Và cái ICB Q1.1 này được kết nối với ngõ vào số 2 của cái ATS. Nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái máy phát điện chỉ để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy. Khi cái nguồn cung cấp cho tủ điện từ trạm biến áp bị sự cố và tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy thì tủ điện sẽ gửi tín hiệu khởi động máy phát điện. Sau đó bộ ATS sẽ tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ máy phát điện để cung cấp nguồn cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là cái màn hình HMI dùng để giám sát cái trạng thái làm việc của thiết bị đóng cắt bên trong tủ điện. Đây là các MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho các cái phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là các cái MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Các cái MCCB này được gắn cái rotary handle để thuận tiện trong việc on off các cái MCCB. Đây là cái relay bảo vệ quá dầm chạm đắc, dùng để bảo vệ quá dầm chạm đắc cho cái nhánh nguồn vào của tủ điện từ cái máy phát điện. Đây là các cái relay bảo vệ quá dầm chạm đắc dùng để bảo vệ quá dầm nó cho nhánh nguồn vào của tủ điện từ cái trạm biến áp. Đây là cái đồng hồ BM cũng như cái đồng hồ kWh. Đây là các MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho các phụ tải của tủ điện. Các phụ tải này được cấp nguồn từ cái trạm biến áp. Các phụ tải này được lắp đặt kWh để giám sát cái năng lượng cho từng phụ tải. Đây cũng là các MCCB và kWh dùng để đóng cắt và bảo vệ và giám cũng như là giám sát năng lượng cho các phụ tải ngõ ra. Đây là các ICB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho toàn bộ tụ bù cốt phi của tủ điện. Đây là cái relay điều chỉnh hệ số công suất cốt phi của tủ điện. Đây là các MCCB dùng để đóng cắt và bảo vệ cho từng bức tụ bù cốt phi của tủ điện. Các cái bức tụ bù cốt phi của tủ điện được lắp đặt các cái reactor dùng để lọc sóng hài cho tủ điện. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn vận hành cái tủ điện MSB này. Như đã giới thiệu ở phần trên, tủ điện MSB này được cấp nguồn từ một máy phát điện và một cái trạm biến áp. Nhưng cái nguồn cung cấp từ cái máy phát điện chỉ để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khi cái nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp bị sự cố và cái tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy thì ATS sẽ sử dụng nguồn từ cái máy phát điện để cung cấp nguồn cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện tại nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp đang on và cái ICB Q1 đóng ngắt nguồn từ cái trạm biến áp cũng đang on và toàn bộ phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn từ cái trạm biến áp và các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy cũng được cấp nguồn từ cái trạm biến áp.
Quan sát trên cái màn hình HMI, ta cũng thấy là toàn bộ phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn từ cái trạm biến áp, và cái bộ ITS nó đang on ở vị trí số 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp cung cấp cho các cái phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Quan sát trên cái đèn báo ITS, ta cũng thấy là ITS đang on ở vị trí số 2. Khi tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy và cái nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái trạm biến áp hoạt động bình thường, thì cái bộ ITS vẫn tiếp tục on ở vị trí số 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp cung cấp cho các cái phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu như cái nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp bị sự cố, thì tủ điện sẽ khởi động máy phát điện và bộ ITS sẽ chuyển sang vị trí số 1 để sử dụng nguồn từ cái máy phát điện cung cấp cho các cái phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Sau đây chúng tôi sẽ giả lập cái nguồn tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy. Quan sát trên cái màn HMI, hiện tại ta thấy tất cả các phụ tải của tủ điện đang được cấp nguồn. Khi tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy thì một số MCCB này sẽ bị triết để ngắt nguồn cho các phụ tải. Chỉ có các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì sẽ hoạt động bình thường. Quan sát trên cái màn hình HMI, ta thấy là khi tủ điện nhận được tín hiệu báo cháy và nguồn cung cấp cho từ trạm biến áp hoạt động bình thường, thì một số MCCB đã bị trip để ngắt nguồn cho các phụ tải. Trong khi đó, các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì sẽ hoạt động bình thường. Đây là các phụ tải mà phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, cho nên là nó được cấp nguồn và hoạt động bình thường. Nếu như trong lúc báo cháy mà nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái trạm biến áp bị sự cố, thì tủ điện sẽ khởi động máy phát điện và cái bộ ITS sẽ tự động chuyển sang vị trí 1 để sử dụng nguồn từ cái máy phát điện cung cấp cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi sẽ giả lập cái nguồn cung cấp từ cái trạm biến áp bị sự cố. Nguồn cung cấp cho tủ điện từ trạm biến áp đã bị sự cố và tủ điện đã gửi tín hiệu khởi động máy phát điện và bộ ITS đã chuyển sang vị trí số 1 để sử dụng nguồn từ cái máy phát điện cung cấp cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Quan sát trên cái đèn báo trạng thái nguồn của máy phát điện, ta cũng thấy là nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái máy phát điện cũng đã on. Như vậy hiện tại tủ điện đang sử dụng nguồn từ cái máy phát điện để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khi tủ điện đang sử dụng nguồn từ cái máy phát điện để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, nếu như nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái trạm biến áp được phục hồi và tín hiệu báo cháy được reset, thì tủ điện sẽ trở về cái trạng thái hoạt động ban đầu. Tức là tủ điện sẽ sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để phục vụ cho toàn bộ phụ tải của tủ điện. Sau đây chúng tôi sẽ giả lập nguồn cung cấp cho tủ điện từ cái trạm biến áp được phục hồi và tín hiệu báo cháy được reset. Tín hiệu báo cháy đã hết và nguồn cung cấp cho tủ điện từ trạm biến áp được phục hồi. Để reset tín hiệu báo cháy cho tủ điện thì chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS về từ vị trí auto sang vị trí stop và chuyển trở lại vị trí auto. Và sau đó on cái ICB Q1. Sau khi reset cho tủ điện và on cái ICB Q1 thì tủ điện đã trở về cái trạng thái hoạt động bình thường và bộ ITS đã chuyển sang vị trí 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp cung cấp cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Quan sát đèn báo trạng thái ITS, ta cũng thấy là ITS đã on ở cái vị trí số 2. Tiếp theo chúng tôi sẽ vận hành tủ điện ở chế độ main hoặc là stop. Hoạt động của tủ điện phần lớn là ở chế độ auto, vì vậy công tắc điều khiển ITS sẽ ở vị trí auto. Khi cần điều khiển cái ITS ở chế độ main thì chúng ta sẽ chuyển công tắc điều khiển ITS sang vị trí main. Còn nếu như muốn
ngắt nguồn cho toàn bộ phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy thì ta chuyển công tắc điều khiển ATS sang vị trí stop. Khi vận hành ATS ở chế độ main để khởi động máy phát điện thì ta tiến hành chuyển công tắc máy phát điện về vị trí test. Ta sẽ chuyển công tắc ATS về vị trí main và chuyển cái công tắc máy phát điện về vị trí test để khởi động máy phát điện. Quan sát trên cái màn hình HMI và cái đèn báo nguồn của máy phát điện, ta thấy là máy phát điện đã được khởi động và nguồn cung cấp cho tủ điện từ máy phát điện đã sẵn sàng. Trên cái bộ ATS này nó có một cái cây lốc. Cây lốc này nó có hai vị trí auto và main. Bình thường khi tủ điện hoạt động ở chế độ auto thì cái cây lốc này nó phải ở vị trí auto. Khi cần điều khiển cái bộ ATS này ở chế độ main thì ta sẽ chuyển cái cây lốc này sang vị trí main. Hiện tại cái ATS đang hoạt động ở chế độ main và ATS đang ở vị trí 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp để cung cấp nguồn cho các cái phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng ta sẽ dùng cái tay quay này cắm vào bộ ATS để điều khiển cái ATS. Hiện tại là cái ATS đang ở vị trí số 2. Chúng ta sẽ xoay quay cái ATS để điều khiển cái ATS sang vị trí off. ATS đã được chuyển sang vị trí off và toàn bộ phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đã bị ngắt nguồn. Tiếp tục điều khiển để chuyển cái ATS sang vị trí 1. ITS đã được chuyển sang vị trí 1 và toàn bộ phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đã được cấp nguồn từ cái máy phát điện. Như vậy, chúng ta đã điều khiển các ITS on ở vị trí 1 để sử dụng nguồn từ cái máy phát điện cung cấp cho các phụ tải phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu như chúng ta không còn điều khiển ITS ở chế độ main thì tiến hành chuyển công tắc chuyển cái cây lốc của bộ ITS về vị trí auto và sau đó chuyển cái công tắc điều khiển ITS về vị trí auto. Bộ ITS đã được tự động chuyển sang vị trí 2 để sử dụng nguồn từ cái trạm biến áp cung cấp cho các phụ tải phục vụ cho công tắc phòng cháy chữa cháy. Cái đèn báo vị trí 2 trên bộ ITS cũng đã on và trên cái màn hình HMI ta cũng thấy là cái ITS đang on ở vị trí số 2 và toàn bộ phụ tải của tủ điện đã được cấp nguồn từ cái chúng tôi vừa hướng dẫn vận hành tủ điện MSB được tích hợp cái bộ ITS của hãng Chin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên đề tiếp theo. Xin cảm ơn.